Thì anh mình đến từ cộng đồng, thì anh nhờ đang cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn IDO, các dàn iRobot, các dàn IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Các bạn đừng quên ấn nút like, subscribe kênh chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dàn mới nhất mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Thế các bạn, ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn hơn 4 pro đến từ nhiều dự án iRobot khác nhau. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn thêm 2 pro nữa. Chúng ta có những dự án như sau. Trước tiên là đối với dự án chúng ta tham gia vào ngày 9 tháng 11 với dự án nhận 20 token SBX. Hiện nay thì token đã phân phối cho chúng ta và những em tham gia dự án thì các bạn có thể check ví xem là các bạn có về hay không. Không biết là mình đã có set nít cho anh em cái nít phân phối chưa? Vì mình cũng không còn nhiều rõ. Gần đây thì rất nhiều dự án trả coin và trên kênh ta có rất nhiều dự án anh em nhé. Thế thì anh em nào đã về thì thời điểm này anh em có thể copy phần contract. Đấy, contract chúng ta add vào trên PancakeSwap của người ta bán nhé. Nay mạng chậm nhỉ. Mình quên, mình sẽ chuyển sang mạng trên tảng BSC. Đây. Em cho mình ít phút. Nói chung là giá của nó thì con này giá cũng hơi thấp. Chờ hơi lâu các bác ạ. Em quyết định em xếp, em bán ở trên trên Hoàn Linh như thế này. Ôi, con này cùng là một cái ví này, ví 1. Tớ quyết định là bán ở trên Linh cho nó nhanh. Chờ lâu quá. Đây các bạn này. Giá của 50 con token của mình. Đây là 50 con nhá. Còn đối với anh em là 20 con này. 20 con token thì nó sẽ tương đương 2,46 đô. 50 con token đây. Giờ mình bán sang BNB thôi, chứ còn không bán sang. Không bán sang BUSD, cái này mình làm phí là chính thôi. Nói chung là chúng ta ngày mà cứ được cỡ hai dự án mà được hai dự án mà được tổng khoảng 10 đô là sống được rồi, đúng không ạ? Không cần nhiều. Đấy, anh em đã có một cái phần thu nhập đáng kể để anh em có thể là trang trải cuộc sống luôn. Hơi lag nhỉ, mạng hơi chậm đấy. Rồi. Đấy là trên nền tảng PNB nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang nền tảng Polygon để chúng ta cùng nhau check một cái dự án nữa. Ta chuyển sang con khác, con Polygon này. Đây con này. Chúng ta sang nền tảng Polygon, chúng ta sẽ có một cái dự án bên nền tảng này. Đó là một cái dự án chúng ta làm vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, dự án nhận 100 token VEN mạng Polygon. Dự án này khá lâu nhá, trang VEN, cái dự án VEN này, trang chủ của nó là một cái nền tảng bán IDO các bạn ạ. Vì thế mình nghĩ là con này giá thì khá là ngon đấy, 100 token bây giờ mình sẽ check ở trên Quick. Các bạn cũng có thể bán ở trên trên online cũng được, mà bán trên Quick cũng được. Con này hình như cũng đi sàn luôn rồi. Có phải, có vẻ là nó, sao lại không thấy gì nhỉ? Xin anh em ít phút nhé, mình đang thử. Van Fantasy này. Cô gái trưởng, Van Fantasy đây. Van Fantasy. Van Fantasy có mặt ở trên gate này. Sao trên Quick không thấy nhỉ? Thôi rồi, để mình thử ở trên này thôi nào. Ở trên trên Online rồi nào. Nền tảng load là nó có tìm ra được cái vị trí bán không? Không có giá luôn. 200 token. 200 nếu mà tính nhẹ nhẹ, 200 mà nhân với lại giá
66 đô không ít đâu anh em ạ. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ mình kiểm tra thì nó lại không, ở trên đây khả năng lại không có cái rồi, không có mạng Ethereum rồi. Nó dùng có BSC. Tớ thử xem nào, nếu được thì tớ sẽ hỗ trợ cho anh em luôn cả cái phần rốt rốt sang. Để xem nào, để tớ chuyển sang nền tảng BSC nào. Các bác chờ em tí nhé, em chuyển sang BSC em hướng dẫn cho các bác. Nếu mà bán được BSC tớ sẽ có cách, anh em cứ yên tâm. Chứ admin của kênh chúng ta là một trong những admin mà rất dồi dào về kinh nghiệm về cái món này nhé. Tớ sẽ có cách, mà lát nữa sẽ có video. Được được được, BSC nó có ấy. Bây giờ mình xem thử trên gate xem nó có cặp giao dịch có cái ấy không. Có cách hết anh em ạ. Cái gì cũng có cái nguyên lý của nó hết. Có tin tuyệt vời cho anh em ạ. Em không cần phải dùng cái tính năng rốt nữa, không cần phải swap, mình có cách rồi. Như vậy là cái con này thì chúng ta có thể đem lên nền tảng gate để chúng ta bán. Bây giờ vấn đề là mình chỉ cần kiểm tra thằng con chắc nó chính xác hay không thôi. Rất may là gate nít con này nhé, 68 658D. Con ven này là đúng là 658D rồi. F2 214, F214 chính xác nó đấy. Đấy. Rất may nhé, nó không nít ở trên bất kỳ một cái nền tảng swap nào mà chỉ nít ở trên sàn thôi. 152.000. Chính xác nó thôi. Ok. Rồi, rồi bây giờ chờ tí anh em, chờ tí mình bán trên gate. Bây giờ mình sẽ đăng nhập trên gate, anh em chờ ít phút. Ok, bây giờ mình sẽ ấn vào phần ví tiền này, chúng ta chọn luôn phần lạc cho nó nhanh. Đây mình sẽ chọn con mã là Ben. Ben Finance. Tại sao mình phải cho anh em xem trong video? Vì mình sợ anh em nhầm mã. Ở đây chúng ta sẽ chọn là Polygon nhé. Các bạn nếu chọn Polygon đó thì có một cái điều rất hay, đó là trên trên sàn Gate thì nó dùng chung một ví giống nhau, nên là cũng không sợ lắm. Nếu mà BSC là toang đấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục này. Chúng ta sẽ copy phần contract để chúng ta add vào ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet chúng ta nhé. Anh em nhớ là thần hầu hết trong các video mình đều hỗ trợ trên MetaMask. Chúng ta vẽ S token này. Quên 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 quên. Đây là mạng BSC, mình phải chuyển sang mạng Polygon cơ. Nói chung là ngon rồi. Ba các bác nào về là cũng có một số tiền rồi. Có một cách, chúng ta có một cách để chúng ta swap, nhưng mà cái swap mình nghĩ là nó mất phí, mình không không có swap nữa. Có một cách khác, chúng ta có thể chuyển sang mạng BSC, nhưng mà mình thôi, cái đấy nâng cao thôi, không xét. Chờ một tí anh em nhé, nó đang đang loát, loát phí. Nâu nha. Bên này, đây contract của nó đây. Nãy add nhầm contract ở bên mạng BSC. Tí thì toàn. Máy mẹ đâu? Vào cầm cái máy số của mẹ ra xem nó gửi tin nhắn code là cái gì. Và máy số ấy. Nó là cái tin nhắn nó gửi đến, nó có cái 6 cái số các bạn này. Chờ một tí nhá. Mạng lag quá anh em ạ. Rồi chúng ta vẽ token. Không, nó phải gửi cái Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua ăn sàn nhé. Nhớ là chọn mạng Polygon thì mình cho nó chắc nha. Ấn vào nút này. 1022. Chúng ta sẽ không cần chỉnh ga nữa, chúng ta sẽ xem lại. Bây giờ kiểm tra địa chỉ ví cho mình. Đây, chúng ta sẽ xem lại địa chỉ ví cho mình này. C230XBE. Chính xác luôn, van này, van Valency, van này. Giới hạn phí tiếp theo này. Các bạn chờ một tí để nó loát thêm. Ok, bây giờ chúng ta xác nhận này. Để chuyển coin đi. Bên sàn ghế thì chắc phải 5 phút để mới lên sàn này, 5 đến 10 phút nhé.
Nếu mà thấy chậm quá thì các bạn phải tăng tốc, tăng cái gap price lên tí nữa cho nó nhanh nhé. Đây các bạn này khá nhanh thì nó đang lên sàn và số nó đang ở trong trạng thái pending. Đấy. Sau khi lên sàn thì chúng ta vào phần giao dịch để bán như bình thường nhé. Chắc phần này không có giới thiệu anh em nữa. Anh em chờ một cái phần lên sàn nữa xong thôi. Chúng ta có thể vào giao dịch diện đơn giản và chuyên nghiệp và bán nhé. Ok, vừa rồi thì admin đã chia sẻ với anh em hai pro liên quan đến hai dự án chúng ta đã làm trước đây. Đặc biệt là đối với Plow với dự án Van Fantasy thì xin chúc mừng tất cả anh em nào đã cùng với mình chúng ta đã tham gia vào những cái dự án này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.